Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp sim vào chiếc máy này xem có sóng hay không. Này, mình đã lắp sim vào, khởi động lại. Đây chiếc QY Dream, ước mơ. Và cái máy này hôm nay của mình là nó hiện tượng là mất sóng 3G, vẫn còn sóng 2G. Hiện tượng này rất phổ biến ở trên các cái máy mà lắp sim 4G hiện giờ bây giờ, và nó sẽ mất sóng cho các bạn không dùng được. Thì chúng ta làm như sau. Đây là cuộc gọi khẩn cấp này, một chứng nhận sim, vãi cái chứng nhận sim. Sim ngon thế mà không nhận. Chỉnh chân sim này lên một tí. Lắp vào này. Đấy, đổ vào này. Đóng này. Chúng ta tắt đi. Bật chế độ máy bay. Chắc máy nó hơi nhận lâu tí. Tắt đi là được. Đấy. Khi chúng ta bật lên thì sóng nó sẽ yếu như kia. Bắt đầu đang dò sóng rồi đấy. Đấy. Ta gọi 90 xem. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn. Máy bây giờ đang là chế độ 2G nhé. Chúng ta vào cài đặt 3G. Vào trong cài đặt. Vào thêm. Mạng di động. Dịch vụ 3G. Đây là dịch vụ 3G nhé. Chúng ta tắt nó đi. Hoặc là chúng ta cứ để thế, chúng ta thử gọi phát lửa xem nhé. Xem được không? Chúng ta vẫn thấy sóng và không có tín hiệu gì. Chúng ta gọi tiếp 1695. Chúng ta gọi sang máy bên khác xem sao. Đây, máy này mất sóng. Các bạn nhìn thấy mất sóng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ chuyển từ 3G xuống 2G. Các bạn sẽ vào cài đặt này, vào thêm này, vào mạng di động nhé. Thì chúng ta ở trong này có mục là kết nối dữ liệu và mục dịch vụ 3G và ưu tiên. Chúng ta bật vào kết nối dữ liệu và tắt đi. Vâng, chúng ta tắt rồi. Chúng ta vào tiếp dịch vụ 3G. Tắt nốt đi. Tiếp tục.
Vâng, mình đã tắt 3 giờ xong và mình sẽ khởi động lại máy. Máy đã đang lên sóng này. Các bạn nhìn xem. Đấy, nó đã trở về sóng 2G thì sóng mạng rất khỏe. Vì thế, những cái máy nào có ứng dụng 4G hoặc là đang chạy mạng 3G mà nó yếu thì chúng ta sẽ giảm xuống, sẽ chuyển xuống mạng 2G. Thì mạng 2G chúng ta sẽ có sóng và kêu gọi bình thường. Khi vào mạng chúng ta sẽ bắt wifi. Chúng ta vào wifi, bắt wifi. Vâng, và lấy nghe thì chúng ta bắt đầu gọi thử nhé. Gọi cho số ông này xem. Đấy, chúng ta đã gọi được. Vì thế những cái sim 4G bây giờ lắp vào máy, các máy đời cao bây giờ rất hay chết cái cột sóng 3G. Vì thế các bạn nên cẩn thận và nếu mà đổi sim sang sim 4G thì tốt nhất là nên dùng những cái máy ở nước ngoài. Những máy nước ngoài nó sẽ ổn định hơn cho các bạn. Thì nó không chết cái cột sóng 3G của mình. Cái con công suất 3G rất quan trọng. Đấy, vì thế mình sẽ hướng dẫn các bạn tại sao lúc có sóng lúc không có sóng là như thế. Cái máy này mình vừa mua xong. Nó cũng bị dính đòn như thế. Vì thế thì mình cài đặt được như thế, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ cho mọi người cũng biết nhé. Các bạn nào có người yêu mà bị như thế này thì nên vào xem video của mình và sẽ thể hiện như một người đàn ông hiểu biết. Tạm biệt các bạn. Nếu các bạn có tiền thì hãy đến quán điện thoại, bỏ tiền ra, đó mới là đàn ông đích thực. Vâng, xin chào các bạn.